xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Cuộc chiến đảo đá VIP. Đấy, các bạn thấy không? Đây là rất là nhiều gọi là khu đảo đá đây. Và chúng ta sẽ phải đào những cái block đá này và nhận được cái khối đá tinh túy để nâng cấp những cái món đồ VIP. Ok, vừa vào là chúng ta nhận được cái cúp gỗ. Và cái cúp gỗ này thì có cái kỹ năng các bạn ơi. Rồi, nó giúp mình đào được này. Không biết là mắc là bao nhiêu khối. Và... ui, bạn thấy không? Trời ơi, cái cúp ở đây VIP không? Ôi, nhìn đẹp dã man luôn. Kiểu như là cúp thiên thần ý. Vừa vào thôi mà được cái cúp nhìn đẹp thật. Ok, nhưng mà có vẻ là... không biết là cái đồ mắc VIP nó có xịn sò, nó có đẹp như thế này hay không. Thì chúng ta sẽ chờ đợi nhá. Chúng ta sẽ chờ lúc nâng cấp. Đấy, mình sẽ đào với cái này đi. Được 7 khối rồi. Không biết là nâng cấp cái cúp tiếp theo là chúng ta cần bao nhiêu block thì mình cứ đào. Ui, trời ơi, cái độ gọi là độ xa của cái cúp này nó hơi ngắn nha. Rồi ok, bên kia thì là hai thanh niên các bạn. Đấy, mình là 1:2, ngày hôm nay là 1 vs 2. Cần 35 khối bạn ơi. Ok, 35 khối phải không? 35 khối rồi. Rồi ôi, đào kỹ năng. Cái này đúng thật là đào. Cái này là các bạn dùng kỹ năng phải khéo. Đấy, cái này cần kỹ năng phải khéo các bạn. Nếu mà chúng ta đào dùng kỹ năng mà không khéo là chúng ta chỉ nhận được một block hoặc là không. Đấy, không được block nào giống như vừa nãy của mình nhé. Không được block nào. Đấy, ui, đào cái gì mà lại được block bên trong à? Rồi, chúng ta sẽ đào đi, cứ đào đi các bạn. Được 15 rồi, chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi. Gần một nửa chặng đường. Ok, hai block này, ngon. Ôi, căng nhờ. Cứng ngang ngác luôn, cái khối đá này đúng là cứng như đá luôn ấy. Không biết là... đây đi. Không biết là chúng ta lên cái thời kỳ đồ cúp đá nó có nhanh hơn không. Đấy. Ui ôi, đào được mỗi block à? Lẩm vậy. Đào được mỗi block, rõ ràng vừa nãy đào được 3 mà. Rồi mình lại nhảy lên. Nhảy lên ra nào. Ui giời, vẫn một block các bạn ơi. Hơi lẩm. Rồi chúng ta sẽ đào đi. Đào mình cái này đi. Đấy. Bao nhiêu rồi? Rồi vẫn một block các bạn, 26 rồi. 35, bên kia lại còn mình vừa nãy thấy là còn trao đổi đá với nhau nữa. Thế này thì làm sao mình 1 vs 2 được các bạn. Quả này ăn hành no rồi. Ngày hôm nay là một sự lựa chọn là ăn hành các bạn. Đấy, ăn hành rồi, ăn hành. 35 rồi không? Được 30 rồi. 35 thì chúng ta được 30 rồi. Giờ thì mình sẽ đào thêm 5 block nữa. 32 này. Ngoài đang bị đói kìa. Dùng cái kỹ năng này là độ đói nó giảm nhanh lắm. 40 này. Cho xin 3 block đi. Ok, bao nhiêu rồi? 35 rồi. Về nâng cấp nhanh. Trời ơi, cái gì nó cũng phải nhanh chóng các bạn. Nếu mà kiểu như 1 vs 2 này thì mình nghĩ rằng là mình không nên nâng cấp mà mắc cúp vội. Mình sẽ nâng cấp mắc kiếm trước để mình có thể là phòng thủ các bạn. Biết đâu bên kia sang tấn công mình có cái còn chống đỡ. Chứ không là thôi, là ăn hành luôn đấy các bạn. Là ăn cám luôn đấy, đi bụi liền đấy. Ngày hôm nay là đi bụi luôn rồi. Xác định từ trước rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đào mấy cái này đi. Ok, ủa ôi, cứng thế. Tự nhiên rõ ràng là tôi đào cái block ở đây mà nó lại rơi sang block bên này. Rồi, không biết là nâng cấp được cái 36 rồi bạn, 39 rồi. Không biết là nâng cấp được lên cái cúp ấy chưa. Cúp sắt chưa lên được cúp sắt bạn. Cái này map này như là rộng ghê ta. Map này có 2 tầng lận. Thoải mái luôn bạn ơi. Cúp sắt vào không, cúp sắt đâu ấy nhỉ. Cúp sắt đâu, cúp sắt cần 50 à. Ok, có 47 rồi. Đây, cái này là xong, cái này xong. Ơi, trời ơi. Tao kiểu gì nó lại không theo một đường thẳng. Nó lại bị mắc bậc cái này. Ok, chúng ta lên được cái cúp sắt. Đấy, cúp sắt rồi, cúp sắt rồi. Yên tâm các bạn. Đâu khác có đó. Ok, cúp sắt này. Lên được cúp tiếp theo là chúng ta sẽ cần đến cái cúp gì đây. Cúp vàng à. Cúp vàng này chúng ta chắc là cần mấy chục block thôi. Mình cứ đào đi bạn. Chứ bây giờ mà ở trong kia là rất là nhiều đồ. Bây giờ mà mình cứ ngồi xem từng cái món đồ một thì rất là mất thời gian. Đấy, lâu lâu mình cứ chạy về đây mình ngó một cái. Rồi, cúp kim cương, cúp vàng đâu rồi. Ui, có cúp toàn nắng là niếc gì cơ mà. Ui, nghe cái tên rồi đã thấy khoái rồi. Ok, nhặt mấy cái này đi. 65 rồi, hơn một block. À, hơn một stack rồi, ok, cúp vàng đây rồi. Đấy, chúng ta nâng cấp tiếp nha. Ui, hết độ đói luôn hả. Chết giờ, đói nhanh thế. Đói nhanh vậy, sao chơi. Ok, mỗi lần đào là mất 10 độ đói đấy các bạn ơi. Ui, xịn thế. Rồi, đào cái này là bây giờ chắc là nâng cấp đá rồng để nâng cấp kim cương rồi. Mình đoán không có sai mà. Ok, bây giờ mình sẽ
nâng cấp lại. Ui, chết dở rồi, đào hơi xa một xíu rồi. Cái này là vỡ hết bờ tường các bạn ơi. Ok, bây giờ nâng cấp đi. Chắc là mình sẽ nâng cấp đến cái cúp, xem nào, cúp gì không? Cúp Emerald đúng không ạ? Đấy, đến đoạn cúp Emerald là được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ để nâng cấp kiếm. Đấy, nâng cấp vũ khí các bạn. Ui, trời ơi, đấy, mình đoán có sai không? Cái cúp Emerald này xịn quá mà. Xịn xó con bò, ok, bây giờ mình sẽ ăn cái này đã. Ăn cái này chạy cho nhanh, nhặt cho được nhiều. Wow, mắc chưa? Ui, nhiều quá lắm thế. Thích thật các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái nâng cấp kiếm thôi, bây giờ chỉ nâng cấp kiếm thôi. Chúng ta sẽ nâng cấp lên kiếm đá này. Đấy. Ui, kiếm... sao lại có kiếm đá đỏ ở đây? Thế là nâng cấp từ cúp lên kiếm đá đỏ luôn à? Ôi, từ đá xem nào. Chết dở rồi. Không, không, không. Thế này là hỏng rồi, sao lại tự nhiên kiếm super max thì chúng ta cần kiếm tỏa nắng phải không? Kiếm tỏa nắng, kiếm thiên thần. Ui. Nói chung là... cái này là sự kết hợp của nhiều cái linh tinh đây. Rồi, ok, kiếm sắt chúng ta cứ nâng cấp kiếm này đi, kiếm vàng. Đó, kiếm vàng này. Mình vừa lấy thấy là bây giờ chúng ta kiếm tỏa nắng, chúng ta lại cần các cái kiếm này này. Cần kiếm kim cương, kiếm ngọc lục bảo này. Ok, kiếm đá xem nào. Mình vừa thấy một cái kiếm là nó có sự kết hợp của kiếm kim đâu nhá. Kiếm vàng với cả kiếm đá đỏ các bạn. Rồi, thế thì bây giờ mình lại phải nâng cấp cái cúp ấy rồi. Cúp đá rồi. Đấy, không nâng cấp linh tinh được các bạn, dễ bị lừa lắm. Cúp kim cương này, nâng thêm cái cúp emerald này, sau đó chúng ta nâng thêm một cái kiếm, đó là kiếm đá đỏ. Ok, đúng rồi, chuẩn rồi. Rồi ôi, hóa ra là cái này là sự kết hợp của cả kiếm và cả cúp đấy. Ai mà không để ý là chúng ta sẽ bị gọi là bị cú lừa. Nhanh các bạn ơi, chế nhanh. Không biết là bên kia đã cầm quả kiếm nào to to sang chuẩn bị gõ vào người mình chưa. Phải cẩn thận, phải cẩn thận các bạn, không có phải lơ là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên, mình sẽ không nâng cấp lên cúp vội đâu, mà nâng cấp kiếm. Đấy, kiếm đá đỏ này, kiếm thiên thần này. Ok chưa, kiếm thiên thần là chúng ta kiếm địa ngục các bạn. Kiếm địa ngục thì cần kiếm vàng nữa. Đấy, kiếm vàng nữa phải không. Kiếm tỏa nắng, ok. Kiếm địa ngục là cái kiếm mắc nhất ở đây. Đây là kiếm tỏa nắng này. Kiếm địa ngục là gọi là cần thiết nhất đây. Thì chúng ta sẽ phải cần thêm kiếm vàng phải không. Ok, kiếm đá này, kiếm sắt này, kiếm vàng này. Phải không? Kiếm địa ngục rồi. Đây nhiều loại kiếm quá. Quá hết cả mắt. Kiếm địa ngục này. Rồi cần 15 khối này nữa. Rồi đấy. Xịn ngay 70 đam liền. Ok, bây giờ chúng ta lại cần một cái kiếm đá đỏ và một cái kiếm vàng để chúng ta nâng cấp kiếm thiên thần. Đấy, chuẩn chưa? Bạn ấy nói chuẩn chưa? Chuẩn ngay chứ lại bảo không chuẩn đi. Ui, cái gì đấy? Đi bên kia đào sang tận bên này rồi cơ à? Nguy hiểm thế. Rồi, chúng ta sẽ nhặt mấy cái khối đi. Không biết là bạn đấy đã biết mình xâm chiếm đây chưa. Mong là chưa. Ui, mắc luôn kìa. Đấy, tính ra là không cần nâng cấp cúp VIP cũng được. Bởi vì là chúng ta đã có cái cúp này gọi là ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp. Đây là kiếm vàng và kiếm đá đỏ phải không. Được. Nhưng mà trước tiên là kiếm đá đỏ là chúng ta bắt buộc phải nâng cấp cái cúp Bedrock. À nhầm, cái cúp Emerald. Đấy, chưa gì đã bị líu rồi. Chưa gì có điều gì đó sai sai rồi. Cúp sắt này, cúp vàng này, cúp kim cương này, cúp lục bảo này. Ôi ôi, hết luôn. Đào tiếp đi. Đào tiếp để lấy cái cúp lấy cái kiếm kiếm đá đỏ. Ok, nhặt hết mấy block này. Mình đào vỡ hết cả cái khu mình đứng rồi. Mình sẽ nhặt hết mấy bên này đi. Bên này hình như mấy bạn không để ý sao ấy. Bạn này đang chế đồ hay làm cái gì ấy. Okay, mình sẽ đứng đây. Nhặt hết mấy cái này. Nhặt hết. Vũ khí siêu xịn sò, siêu đẹp luôn. Đảm bảo là siêu đẹp luôn. Kiếm đá đỏ này. Kiếm lưu ly phải không? Không không không, không chế kiếm lưu ly các bạn ơi. Chế kiếm lưu ly xem nào. Chúng ta để chế được cái kiếm mắc này, chúng ta phải cần đến kiếm. Rồi cái cúp kiếm mắc, kiếm ngọc lục bảo, kiếm thiên thần phải không? Thiên thần. Thiên thần. Kiếm, ui, nhiều loại kiếm quá, hoa mắt quá. Đây, kiếm tỏa nắng phải không? Chúng ta không cần cái kiếm lưu ly các bạn. Chúng ta cần cái kiếm thiên thần. Kiếm thiên thần bây giờ là kiếm vàng nữa. Chúng ta có kiếm đá đỏ rồi, bây giờ chúng ta chế kiếm vàng. Rồi, kiếm gỗ này. Kiếm đá này. Kiếm sắt này. Kiếm vàng này. Ok, kiếm thiên thần. Đó, chúng ta phải gọi là để ý, thật sự là rất rất là để ý rồi. Bây giờ
cần kiếm đá đỏ, kiếm ngọc lục bảo, kiếm vàng nữa thôi. Kiếm đá đỏ thì cần nâng cấp cúp. Đó, cúp emerald là xong rồi. Nhưng mà không. Nào, cái này cái gì đây? Ui, lưỡi hái tử thần à. Thôi, mình sẽ không nâng cấp linh tinh đâu bạn này. Mình nghĩ rằng là chúng ta nên nâng cấp tập trung vào kiếm luôn. Chứ bây giờ nâng cấp linh tinh là xong luôn đấy. Không có thời gian. Mình có thời gian rất là ngắn để chúng ta nâng cấp kiếm thôi. Ok. Ngon ngay, ngon lành cành đào các bạn ơi. Ngon lành cành đào. Không biết là mấy bạn bên kia, team bên kia thế nào rồi. Có sống ổn áp không? Đặt. Đấy, nâng cấp đồ cũng mệt. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp. Cái gì đấy? Ui, thanh niên này ghê vậy. Rồi, kệ đi. Chịu nhục các bạn này. Nhịn nhục các bạn này. Không có gì là gọi cái cú cả. Ây da. Ui, thanh niên này chế được cái kiếm hay là cái gì mà ghê vậy? Ui, sao mạnh vậy? Ui, thanh niên thì chế cũng là cái kiếm này mà. Sao nào phải không? 65 đam. Cái gì vậy? Ui, what the. Trời ơi, chế kiếm còn lởm hơn cả mình các bạn ơi. À, thanh niên này chế giáp các bạn. Rồi, ok. Giáp. Ui, khỏe dã man luôn. Thôi, toang rồi các bạn ơi. Toang thực sự rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ phải nâng cấp lên cái áo giáp các bạn. Cay thật. Hóa ra thanh kia này nâng cấp giáp ạ. Chém không xi nhê luôn. À, nâng cấp giáp thì cũng dễ dàng đâu các bạn ơi. Ok, thôi kệ thôi. À, hình như thanh niên đấy tha mạng cho mình rồi. Được. Yên tâm, tha cho núp cái mạng này thì núp sẽ gọi là đền đáp xứng đáng. Không có gì là phải ngần ngại cả. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ phải cần đến những cái đồ gì nữa. Yên tâm. Bây giờ là cần kiếm ngọc lục bảo này, kiếm kim cương và kiếm vàng. Ok, kiếm gỗ này, kiếm sắt này, kiếm sắt này. Rồi, yên tâm, núp sẽ gọi là trả cả vốn lẫn lời các bạn. Cay thật. Ôi, mình chưa chế áo giáp bảo sao thanh niên chém một cái là đi bụi liền. Mình oánh thanh niên không xi nhê luôn. Mà thanh niên hình như là ăn cả cái tăng sức mạnh các bạn. Ok, về chế được kiếm VIP rồi đấy. Về chế là có cơ hội là chế được kiếm VIP và kiếm vàng này, kiếm kim cương này. Bây giờ là cần kiếm ngọc lục bảo phải không? Rồi, nâng cấp thêm kiếm tiếp. Kiếm này, kiếm đá này. Ủa, ý nữa nhầm. Kiếm sắt này, kiếm vàng này, kiếm kim cương này. Còn gì nữa không? Kiếm vàng nữa thôi. Úi dồi, mệt quá. Nâng cấp kiếm rồi cũng mệt quá. Rồi, bây giờ là chúng ta đâu rồi? Kiếm sắt này, kiếm vàng này. Úi dồi, kiếm tỏa nắng này. Úi dồi, mệt quá. Ok, kiếm tỏa nắng rồi, bây giờ còn một cái kiếm nữa thôi. Đó là... đâu rồi, kiếm mắt rồi. Kiếm mắt của chúng ta rồi. Ủa? À đây, ui, kiếm super mắt đây rồi. Úi dồi ôi, kiếm cầu vòng đây rồi. Ok, răng. Giao lưu cái nhẹ nhỉ. Giao lưu cái nhẹ nhỉ. Ê thanh niên, đây này. Ôi dồi, thanh niên đi đâu rồi? Rồi, thanh niên đâu rồi? Ui, cái kiếm này chém nó cũng không xi nhê lắm các bạn ạ. Chém nó cũng lẩm lẩm thôi. Mang tiếng là kiếm mắt nó. Kiếm mắt nó cũng không xi nhê lắm các bạn ạ. À, thanh niên này chế mấy cái con. Úi dồi ôi, mấy con cái gì đây? Lính à? Ui dồi, lính mèo cu te à? Ui, khó chịu phết nhờ. Rồi, mình chạy thôi. Mấy con này cũng khó chịu đấy, nhưng mà chả làm gì. Rồi, thanh niên kia đâu rồi? Mình chế được cái kiếm mắt rồi. Ui, kiếm này xịn thật. Đấy, các bạn thấy không? Để chế được cái kiếm này rất là khó khăn đấy. Giao lưu không? Trời ơi, mấy thanh niên này vừa lấy chế được mấy cái kiếm lẩm lẩm mà. Bây giờ ta có kiếm VIP rồi. À, mình đi... Ui, khỏe đấy nhờ. Khỏe đấy nhờ. Thả ra ba mấy con kia. Mấy con kia chạy không nhanh bằng mình các bạn. Không nhanh bằng mình đâu. Ui, cả hai cùng đai luôn. Rồi, mình ăn cái tăng sức mạnh này đã. Đấy, thanh niên kia vừa lại ăn mấy cái này mà. Mình biết mà. Rồi, xem nào có đồ gì không. Cái này là tăng máu miếc các thứ gì đây. Ok, thôi kệ đi. Có rất là nhiều đồ VIP ở đây. Nhưng mà mình chỉ tập trung vào những cái vũ khí thôi. Còn nhiều vũ khí khác đấy. Ví dụ như bạn này chế là chắc là cái gậy triệu hồi này. Ra mấy con lính này. Đấy, nó cũng khá là khó chịu đấy. Nhưng mà khổ nỗi là mình ăn cái tăng chạy nhanh này thì nên là đâm ra là không giải quyết vấn đề gì. Ui, I can fly high. I can
Can fly high. Sky fly high. Chạy. Ừ hay quá. Rồi thanh niên. Đuổi nhiều. À thật. Mấy con mèo kia nó đuổi. Mấy con mèo nó dí mình không trượt cái nào luôn. Hả? Thả mèo. Rồi thôi chạy thôi. Nào. Lại đây. Ui. Đã đông dân thì còn chớ. Chớ cái kiểu này. Làm sao? Ui. Ok thì có lẽ rằng là clip kết thúc tại đây thôi. Thực ra thì nâng cấp ở đồ VIP ở cái map này thì mình cảm thấy rất là khó các bạn. Mai mới nâng cấp được một cái kiếm VIP luôn. Và còn rất là nhiều vũ khí khác. Ví dụ như là cúp này hay là cung này, súng này. Ủa nhiều lắm luôn các bạn. Gậy triệu hồi đại khái là rất là nhiều đồ VIP đang chờ đón các bạn. Thì nếu các bạn yêu thích cái clip này, yêu thích cái map này thì các bạn có thể là qua đến đây. Đây là cái ID map đây, trận chiến đào đá đây. Các bạn có thể là vào đây để chơi nhá. Ok thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye.